Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 39. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang tu tịnh nghiệp. Tu tịnh nghiệp là pháp tu trở về Tây phương Tịnh độ. Điều quan trọng nhất trong pháp tu tịnh nghiệp là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm hiền hòa, khiêm cung, kính cẩn. Chúng ta hãy diễn tả tâm thanh tịnh này bằng những danh từ gần gũi và mộc mạc như vậy thì mọi người dễ hiểu hơn. Ngày hôm qua, chúng ta nêu ra những chuyện trở ngại xảy ra, thì hôm nay xin đặt ra vấn đề: tại sao lại tu hành mà lại trở ngại như vậy? Xin thưa chư vị, nếu có tâm hồn hiền hòa, chất phát, không có vọng cầu, thì đường tu hành thường không bị trở ngại, nhất là đối với người tu niệm Phật. Nếu chúng ta móng tâm mong cầu hoặc hiếu kỳ chuyện lạ, thì thường thường trở ngại đến trước mắt. Tất cả các pháp môn đều có chung một quy luật như nhau. Sự thành tựu khó hay dễ là ở chỗ người niệm Phật có chịu buông đi những thứ vọng cầu hay không. Tu theo pháp môn niệm Phật rất dễ được vãng sanh, nhưng nếu sơ ý để tâm vướng tới những thứ vọng cầu thì thường trở ngại một cách oan uổng. Tại sao có chuyện vướng nạn dễ dàng vậy? Hãy lấy chuyện hôm qua đang nói gian dở về chính diệu âm này đã từng hiếu kỳ làm ví dụ. Vì mình thấy những điều hay quá nên tham chấp vào và đi luyện công với người ta. Pháp luyện công này là nhắm mắt lại cầu một lực trọng nào đó nhập thân. Vị thầy dạy giảng rằng: lực trọng là tượng trưng cho điển lực của trời đất đã có sẵn trên vũ trụ này. Những ngày đầu tiên cần cầu lâu một chút, cỡ chừng 3 phút, 4 phút mới nhập được. Nhưng luyện thêm khoảng vài ngày thì nhanh lắm, mới nhắm mắt nghĩ đến khoảng vài giây là được rồi. Lực trọng vào, mình biết liền, tự nhiên thân thể mình hoạt động, tự điều trị lấy bệnh cho mình. Chúng ta hãy để ý đến những điểm này. Điều thứ nhất, một ngoại lực nào, dù xấu hay tốt, dù ác hay thiện, chỉ có thể chi phối được mình khi mình cầu đến. Ví dụ như ở đây mình nhắm mắt cầu xin lực trọng giúp đỡ thì lực đó mới nhập thân, hữu cầu tất ứng mà. Điều thứ hai, ban đầu thì khó nhập, nhưng khi quen rồi thì nhập rất nhanh. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng khi khởi đầu được rồi thì sau đó hiện tượng đưa đến càng lúc càng tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi nhiều người đã lầm tưởng đây chính là cái năng lực mà mình có được. Điều thứ ba, cách tập luyện có vẻ thần kỳ lắm. Ví dụ, đồ đạc lộn xộn ngổn ngang, mình nhắm mắt hoạt động nhưng không hề đụng chạm tới, dù chỗ đông người mà không ai đụng ai. Thế mới hay chứ. Điều thứ tư, sau mỗi lần luyện công, mình cảm thấy khỏe hẳn ra, thế mới ham thích chứ. Điều thứ năm, ý của mình muốn thực hiện điều gì thì lực trọng sẽ giúp mình thỏa mãn điều đó. Ví dụ mình muốn trị bệnh thì họ đến giúp mình trị bệnh. Như vậy, giả như mình cầu muốn nghe âm thanh thì sẽ có âm thanh, muốn thấy ánh sáng thì sẽ có ánh sáng, muốn thấy cảnh giới gì sẽ có cảnh giới đó, vân vân. Thế mới vi diệu chứ. Phật dạy: vạn pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Vạn sự đều do tâm tưởng mà ứng hiện ra. Khi sự việc đã hiện ra rồi, nếu chúng ta tham chấp vào đó thì sự việc lại biến chuyển tiếp, trở thành huyển hóa vô cùng. Ví dụ như người mơ cầu âm thanh thì âm thanh hiện ra. Âm thanh hiện ra thì họ lại tưởng chân tâm đã khai mở, đã chứng đắc rồi. Chính vì vọng tưởng không chịu ngừng nên sự việc cứ tiếp tục biến chuyển đến chỗ không còn biết đâu là chân, đâu là giả. Xin thưa thực với chư vị, ngay trên đời này
cũng có quá nhiều thủ thuật gạt trước mắt ta mà ta không biết được. Ví dụ như xem ảo thuật chẳng hạn, người ảo thuật gia họ có phép biến hóa quá phi thường phải không? Đi xem phim không gian ba chiều, hình ảnh trong phim hiện ra rõ ràng như thật. Người trong phim có thể nhảy ngang qua đầu mình, hay quá phải không? Tất cả đều là thủ thuật, là giả chứ không phải thật. Chư vị hãy nghĩ thử, người thế gian còn có những thủ thuật tinh vi giả mạo trước mắt mà mình không phát hiện được. Chẳng lẽ chư quỷ thần không có khả năng này sao? Nghe lời Phật, lời Tổ dạy, ta mới hiểu ra vấn đề chân hay giả của cảnh giới. Ví dụ cụ thể, pháp môn Tịnh Độ, Phật dạy niệm Phật cầu vãng sanh, chứ không phải dạy ngày ngày cầu Phật hiện thân cho mình thấy. Đừng khởi cái tâm vọng ra mà hứng chịu cảnh giới vọng. Ngài Ấn Quang nói, người vọng cầu thì thường bị loài linh quỷ chọc ghẹo, bị oan gia trái chủ lợi dụng tới thỏa mãn cho mình để thừa dịp hãm hại trả thù. Phương pháp đơn giản là xui khiến mình khởi tâm hiếu kỳ, ưa thích điều lạ, ham mê thần thông, tham đắm cảnh giới. Tham đắm nên mới bị gạt vậy. Hiểu được vậy, chúng ta niệm Phật chỉ nên tha thiết khẩn nguyện được Phật tiếp độ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngoài ra không được cầu chứng đắc. Hãy làm theo đúng quy luật vãng sanh thì ta khỏi bị lạc đường. Đây là điểm mà Diệu Âm nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, mong chư vị suy nghĩ cẩn thận. Một người tu lâu năm hoặc mới tu đều có thể bị vướng nạn. Tại sao vậy? Chưa phá nổi nghiệp chướng, vọng tưởng lại mạnh. Người vọng tưởng mạnh thường thấy mình chứng này chứng nọ, từ đó tâm ngã mạn tăng lên. Trong tất cả những thứ phiền não chướng thì tăng thượng mạn là cửa ngõ thuận lợi nhất để cho chư vị oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp nương theo đó mà làm hại mình. Nếu chư vị có tập sách Ấn Quang Gia Ngôn Lục, xin hãy đọc cho thật kỹ thì sẽ rõ ràng hơn. Ngài Ấn Quang vì tâm từ bi thương chúng sanh, sợ đại chúng vướng nạn nên nhắc nhở đến vấn đề này rất nhiều. Sinh ra trong thời mạt pháp này, có thể 99% con người thuộc hàng hạ căn phàm phu. Vì không hiểu đạo nên dễ vướng phải cạm bẫy hiểm nghèo. Sống trong thế giới mạnh về khoa học kỹ thuật khiến cho nhiều người có cái ý tưởng sai lầm rằng con người thời nay căn cơ cao hơn thời trước. Không phải vậy đâu chư vị ơi. Giải thoát huệ mạng thuộc về tâm học, khoa học kỹ thuật thuộc về vật lý học. Nặng về vật chất thì tâm linh yếu đi. Hễ vật chất vươn lên thì tâm linh hạ xuống. Càng mạnh về khoa học kỹ thuật thì phần tâm hồn càng yếu. Càng tham đắm vật chất thì giá trị tinh thần càng nghèo nàn đi. Do đó, thời đại văn minh khoa học này chính là thời mạt pháp của Phật giáo rồi vậy. Sống giữa thời mạt pháp này, nếu muốn hết báo thân này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta đừng để thị hiếu của thế gian lôi cuốn, mà hãy đi ngược lại để tìm về với chính giá trị tự tâm của mình. Nhưng khổ thay, tự mình trở về với chính tự tâm của mình không được. Vì sao vậy? Môi trường quá xấu ác, quốc độ quá ô trược. Một người biết tu thì 100 người chống phá, 10 người biết tu thì 1.000 người gièm pha. Cảnh đời ô trọc thường xuyên công phá trí huệ, gặm nhấm lòng tin, cản trở đường tiến hóa của tâm linh, làm cho cơ hội tỉnh thức giác ngộ của chúng sanh càng ngày càng bị khó khăn mờ nhạt. Vậy thì muốn thành tựu được đạo nghiệp, xin chư vị hãy cố gắng gìn giữ cái tâm lực của mình được mạnh mẽ mới được. Đối với bên ngoài, không nên đua đòi hay phan duyên nhiều quá. Nói theo Ngài Tịnh Không là đừng nên đọc sách báo nhiều quá,
đừng nên coi tivi nhiều quá. Còn về Phật pháp thì phải cẩn thận chọn lựa pháp nào hợp với mình mà chuyên công tu tập mới dễ thành tựu, gọi là trạch pháp. Đã trạch rồi thì nghe pháp cũng phải chuyên, tuyển trạch một pháp mà nghe. Nghe đi nghe lại để vững một đường mà đi mới tốt. Người phàm phu trí huệ chưa khai mở, tâm lực còn yếu đuối mà cứ đua đòi nghe rộng hiểu nhiều, lang thang khắp nơi thì sẽ bị mông lung vô định hướng. Đây là dạng tâm viên ý mã, nhất định khó bề thành tựu. Ngài Tịnh Không cũng thường đem chuyện Ngài đến học đạo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam kể lại để nêu cái gương cho hậu thế. Ngài nói, sau khi xuất gia xong, Ngài đến gặp cư sĩ Lý Bỉnh Nam xin cầu học. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã đưa ra 3 điều kiện bắt buộc Ngài phải chấp nhận. Điều thứ nhất, không được đọc bất cứ một quyển sách nào, dù là kinh Phật, mà không có sự đồng ý của tôi. Điều thứ hai, tất cả những kiến thức gì học hỏi ở những nơi khác không được đem ra bàn luận với đại chúng ở đây. Điều thứ ba, hai điều kiện trên phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng 5 năm. Sau 5 năm rồi, có thể tự quyết định lấy. Sở dĩ Ngài Tịnh Không nhắc đi nhắc lại chuyện này là để khai thị cho chúng ta cái phương cách định tâm, thoát khỏi tình trạng tâm khỉ ý ngựa, để hy vọng có cơ hội thành tựu đấy. Vâng theo ý chỉ của người thiện tri thức mà chúng ta ở đây cũng chuyên nhất một đường niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không tu xen tạp, quyết không hiếu kỳ điều lạ. Phật dạy tính hành nguyện vãng sanh, ta cứ tính hành nguyện mà đi. Xin thưa với chư vị, đường vãng sanh của chúng ta chắc chắn sẽ được thực hiện đầy đủ. Nam mô A Di Đà Phật.